thưa quý vị và bà con cà rốt là loại cây nông nghiệp cho năng suất và giá trị kinh tế cao đây cũng là loại cây trồng được nhiều bà con ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đưa vào sản xuất tuy nhiên để cây cà rốt sinh trưởng và phát triển thuận lợi thì việc tập trung phòng trừ cỏ dại ngay từ giai đoạn đầu vụ cũng đóng vai trò rất quan trọng trong chương trình đồng hành cùng nhà nông tuần này chuyên gia của công ty Sinjeta Việt Nam sẽ hướng dẫn tới bà con nông dân các biện pháp quản lý và phòng trừ cỏ dại trên cây cà rốt đạt hiệu quả Vụ đông năm nay, toàn xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng dự kiến trồng khoảng hơn 300 hecta diện tích cây cà rốt. Bước vào giai đoạn đầu vụ, từ khi làm đất đến khi gieo trồng, trên cây cà rốt thường xuất hiện một số dịch hại phát sinh gây hại, trong đó nổi lên giai đoạn đầu vụ là cỏ dại. Cũng như nhiều hộ dân ở xã Đức Chính, vụ đông năm nay, gia đình bà Nguyễn Thị Luật trồng gần 3 mẫu cà rốt. Trên ruộng trồng cà rốt của gia đình vào thời điểm này cũng bắt đầu xuất hiện các loại cỏ dại gây hại trên đồng ruộng ở đất đồng màu quê tôi ấy thì xuất hiện rất là nhiều những các loại quả có lòng vực này quả hoa này quả chát quả lác rồi là các cái quả rau là rất nhiều nhưng đặc biệt là cái quả rau ấy là nó cũng rất là là là, là khó trị ấy. thì thôi thì người dân chúng tôi cũng chỉ biết là à, mong tất cả các cơ quan à, à, gọi là nghiên cứu về thuốc thực vật làm sao mà nghiên cứu được ra nhiều những cái loại thuốc mà để cho đỡ được cái sức lao động của bà con. Cỏ dại là loại thực vật mọc không theo mục đích của con người, chúng gây ra không ít tác hại đối với cây trồng. Cho đó đối với cây cà rốt, cỏ dại cạnh tranh về không gian, dinh dưỡng, ánh sáng và độ ẩm trong đất, làm giảm năng suất cây trồng. Ngoài ra cỏ dại còn là nơi cư trú phát tán của sâu bệnh hại, do vậy việc phòng trừ cỏ dại trên diện tích trồng cà rốt ngay từ giai đoạn đầu vụ là rất cần thiết để giúp nông dân quản lý và phòng trừ cỏ dại trên cây trồng nói chung và trên cây cà rốt nói riêng đạt hiệu quả ngay trong những ngày qua, công ty Syngenta Việt Nam chủ động phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tham đồng, hướng dẫn nông dân phòng trừ dịch hại, nhất là phòng trừ cỏ dại trên cây cà rốt ngay từ giai đoạn đầu vụ bằng các loại thuốc đặc hiệu. Hiện nay, cây cà rốt ở xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng đã và đang được bà con nông dân gieo trồng ở giai đoạn đầu vụ này thì bà con cần quan tâm nhất là đấy là vấn đề cỏ dại. Đối với công ty Syngenta thì chúng tôi khuyến cáo bà con nông dân sử dụng cái sản phẩm DuanGol 960 EC. Sản phẩm DuanGol này sẽ giúp bà con nông dân diệt được hầu hết các loại cỏ dại ở trên cánh đồng cà rốt. Thứ hai là khi phun cái sản phẩm DuanGol này thì sẽ nó sẽ rất an toàn cho cây cà rốt của các bác. Thứ ba là cái lưu ý là khi các bác mình phun Uh, duan gôn trước và sau khi phun thì mình phải giữ ẩm ở được trên trên đồng ruộng và đặc biệt là hiện nay ở trên thị trường uh, đang có rất nhiều hàng nhái hàng kém chất lượng do đó uh, bà con khi đi mua hàng cần uh, lưu ý những cái chai thuốc nào mà có uh, logo Syngenta uh, thì đấy mới là hàng chính hãng đã có kinh nghiệm nhiều năm thâm canh cây cà rốt vụ đông năm nay gia đình bà Nguyễn Thị Miền ở thôn Đan Tràng xã Đức Chính huyện Cẩm Giàng trồng hai mẫu cà rốt đặc biệt khi bước vào giai đoạn đầu vụ, trên ruộng trồng cà rốt của gia đình thường xuất hiện cỏ dại. Qua được tuyên truyền hướng dẫn nhiều năm trở lại đây, bà Miền đều dùng thuốc Duagon để phun trừ cỏ dại. Cái thuốc cỏ diệt cỏ Duagon này thì là đối với tôi thì là dòng trên cây cà rốt, cây rau, cây màu gọi đủ các loại cây thì là phun là mỗi một nọ này là hai bình thì là thấy hiệu quả là nó sạch cỏ là cây cỏ là cây cỏ hoa và cây cỏ lá hẹp cỏ mần trầu là thấy thấy hiệu quả là nó sạch thì là bà con đỡ công làm cỏ Duagon là thuốc bảo vệ thực vật do công ty Syngenta Việt Nam sản xuất và cung ứng để trừ cỏ dại. Đây là thuốc diệt cỏ đặc hiệu an toàn với rau màu, có thể trừ các loại cỏ dại, lá rộng và lá hẹp như cỏ mần trầu, cỏ gà, cỏ chác, cỏ lác, cỏ mực và cỏ dền gai. Đối với một chai Duagon 50 ml, bà con sẽ chia ra pha làm hai bình với 16 đến 18 lít nước và phun ngay giai đoạn đầu vụ. Liều lượng thì một chai Duagon 50 ml mình chia làm hai bình từ 16 đến 18 lít nước và khi pha thì bà con nông dân mình pha ra ở cái xô nước để mình khuấy tan, sau đó mới đổ vào bình và phun ướt À, đều ướt đẫm ở trên bề mặt luống. Sau khi phun sản phẩm Duangol thì à, bà con vẫn phải duy trì à, độ ẩm ở trên đồng ruộng và đặc biệt là cái sản phẩm Duangol này thì có hiệu lực kéo dài, Đấy, do đó là hầu như bà con nông dân là chỉ phun một lần giai đoạn đầu vụ. Với sự tuyên truyền hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn sẽ giúp bà con nông dân quản lý và phòng trừ tốt cỏ dại trên các loại cây trồng nói chung, nhất là trên cây cà rốt nói riêng. Đây cũng là tiền đề quan trọng để cây cà rốt sinh trưởng phát triển thuận lợi cho năng suất và sản lượng cao trong vụ đông năm 2023 trên địa bàn tỉnh.